Ôi cẩn thận. Thế chết rồi. Chị ơi, chị làm ơn cho em hỏi là cái hang mà bên thôn Tân Sơn mình mới tìm ra nó ở chỗ nào hả chị? Xa không ạ? 2 cây số nữa. Nhưng mà ở đấy thì mình có vào được không ạ? Hay không? Mượn trưởng bản ở chỗ nào ạ? Gọi trưởng bản tên là gì ạ chị? Bắc Cảnh á. Vâng, tức là mình đi thẳng gì ạ? Đường đi xuống đây là cũng chọn đường đi vào luôn ạ. Hay là đi thường đường bê tông hay phải đường bê tông là có đường đất vô này. À vâng vâng. Mà có cái nhà ở giữa, cái nhà ngói á. Vâng vâng ạ. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Vâng vâng ạ, tức là bây giờ mình mới khóa vào đúng không ạ? Vâng. Khóa kiểu mấy người vô họ khóa mấy cái cành đẹp ở trong á. À vâng vâng vâng. Em cảm ơn ạ. Hôm nay mình và team đã tìm về cái thôn Tân Sơn của xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An, bởi vì là nơi đây vào năm ngoái người dân đã phát hiện ra một cái hang động với cái số lượng thạch ngũ khá là đẹp. Tuy nhiên để bảo tồn thì bản làng ở đây đã lựa chọn cái phương án là khóa cửa vào, và người duy nhất có chìa khóa để vào được trong hang động đó chính là Bác Cảnh, trưởng bản. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm nhà Bác Cảnh. Cái thôn Tân Sơn này ở trên Google Maps thì không có địa chỉ đâu. Vì vậy là chúng ta sẽ phải là search đến xã Môn Sơn, sau đó thì hỏi tiếp người dân. Lang thang một lúc thì chúng ta sẽ tới được cái khu vực này. Để xem nào. Để mình sẽ tìm nhà Bác Cảnh nhé. Xung quanh đây đúng kiểu đậm chất là về bản. Bác ơi! Bác Cảnh ơi! Vâng, cháu cảm ơn ạ. À đây, đây mới là nhà Bác Cảnh. Mình nghĩ là khi mà đến với Con Cuông thì mình nhìn cái địa chất xung quanh đây là núi và rừng, núi đá và có một cái con sông gần đây. Vì vậy là mình nghĩ là cái việc có hang động là điều tất nhiên. Thì đúng như theo cái sự suy nghĩ của mình thì ở đây cũng có hang động. Hy vọng là nó sẽ đẹp và mình có thể là được tham quan ở đây. Bác Cảnh ơi, chắc là nhà này. Chào bác. Bác ơi, bác là Bác Cảnh ạ. Hay quá. Chào bác. À, bác ơi, cháu ở ngoài Hà Nội mà cháu nghe Tân Sơn mình có cái hang động ấy, thì cháu đang muốn là về đây để quay để giới thiệu du lịch ấy. Thấy mọi người bảo là bác là người giữ chìa khóa cái hang động ấy. Thì có cách nào để cháu vào thăm hang động được không ạ? Cháu ở ngoài Hà Nội ạ. Đoàn hay là cá nhân? Cháu là cá nhân nhưng mà cháu là chuyên đi quay xung quanh Việt Nam mình ấy. Thì đây cái trang của cháu là chuyên về quay về cảnh. Thì hôm nay đến đây đang muốn khám phá thử hang động.
Vâng vâng. Từ đây vào đấy có sao không ạ? 3 cây gượng. Ui ôi. Cái xe em, xe như của cháu kia có đi vào được không? À, thế ạ. Chắc cảm ơn. Ở cái con đường vào này các mọi người có thể thấy là nó không quá khó đi, nhưng mà tuy nhiên có một số vài đoạn dốc thì mình nghĩ là phải những cái xe mà chịu tải lớn thì mới có thể kéo sức lên được. Bởi vì là trong này đa phần là xe tải vào để chuyên chở cam. Thêm một cái thông tin nữa cho mọi người, đó là cái vùng Môn Sơn này bị hiện nay thì cũng được trồng rất nhiều cam mà cũng mới thôi. Vậy là 6 năm nay. Một bên là vực, chính là cái con suối ở bên dưới nó tạo lên. Một bên là vách núi. Thì lúc mà chúng ta chạy vào chúng ta sẽ thấy một cái cảm giác rất là phiêu lưu. Bây giờ thì dưới sự trợ giúp của bác Cảnh thì mình và cả team đang bắt đầu là di chuyển tới động Thắm Nàng, theo tiếng người Thái mà dịch ra là động Nàng Tiên. Cái từ nàng là từ mượn từ kinh đúng không ạ? Thắm là tiên. Cho thấy có vẻ ở đây nó hạn hán đúng không bác? Các bạn có thể thấy nếu mà phóng tầm mắt ra xa thì những cái núi đá kìa, nó gần như là nó bị khô hết. Các cái cây ở trên núi nó không còn sự sống luôn. Nhưng mà khi mà đi thăm hang động thì vào cái mùa khô như này rất là tốt. Chứ nếu mà vào một trận mưa thì chúng ta không nên. Trong đấy nó có sông ngầm hay suối ngầm gì không ạ? Không có ạ. Thì cũng hay. Đặc sản của Nếm TV là những cái nơi rất là hoang sơ và ít người biết đến. Và nhiệm vụ của mình là cùng mọi người là sẽ đưa những cái nơi này đến khán giả nhiều hơn. Cách đây tầm khoảng 2 năm thì mình đã tới được chỗ rừng Sang Lẻ. Và sau khi mà cái video của mình lên sóng thì rất nhiều những đài báo đã về đưa tin. Vâng đúng ạ. Thì sau đó thì mình cũng thấy rất là hạnh phúc khi mà cái video của mình nó rất là hiệu quả. Hy vọng là sau này động Thắm Nàng cũng sẽ là một trong những cái động mà được mọi người biết đến rất nhiều. Wow. Đến này được không ạ? Theo quan sát của mình thì hang cần phải leo trèo đấy. Và rất là khó khăn đấy. Phụ nữ khó xuống. Nếu mà tí mà cá mà không xuống được thì ở ngoài nhé. Không mà xuống nguy hiểm. Đúng là do động vật còn hoang sơ. Vì vậy là tỉnh Nghệ An, huyện Con Cuông vẫn chưa đầu tư nhiều. Có xuống hết. Bác xuống trước đi nhé. Như vậy thế này thì mình nghĩ là
cáo nên ở ngoài. Ừ. Dạ. Mưa chiêu ngưỡng đi xuống à? Ok. Rất nhiều thiết bị. Ra thì đi hình như này rất là khó khăn. Uầy, trèo leo này khó. Mát hơn máy lạnh. Đấy, bác cầm cho cháu cái máy quay này vậy. Bác cầm ở dây nhé. Đây. Rồi, ok, cháu cảm ơn. Để anh xuống trước nha. Thằng Tuấn xuống chào nha. Vâng. Đây. Đang quay bác đấy. Đấy. Được. Khó. À, bám như này. Đây. Đây, xong đặt chân vào đây. Vào đây. Đến đây là hết rồi đúng không bác? À, treo chỗ này nè. Rồi, bác cứ xuống trước đi, cháu ơi. Ôi, đây, em sang bên đấy nhé. Từ từ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Tất cả cứ bình thường. Đây, sang bước chân đây, đúng rồi chúng ta. Bám thật chắc bạn bán. Không ngờ là cáo cũng ấy nhỉ, bảo phết nhỉ. Từ từ nha. Rồi, đây là chân đây, cho tay anh này. Cứ bám chắc đi đã rồi, hắn đặt đây. Rồi, xuống. Rồi, bây giờ bám ở đây. Xong là chân đây. Nha, để anh xuống trước nha. Thôi. Đây, xuống trên này đi. À, vâng, cái này mà có cái thang thì khỏe hơn. Bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Tụt xuống. Nó chỉ còn cách em 10 phân nữa. Đây. Rồi, ok. Cái dây này có bám được không bác? Cái dây này dây leo bám được đúng không ạ? Ok. Bình tĩnh thôi. Xoay người, xoay lưng lại. Vẫn cứ lại xuống. Đấy. Xoay người lại, phải xoay người lại. Bao giờ cũng có cái xu thế xoay người lại. Đặt chân bên kia kìa. Nhìn cái đèn lên soi kìa. Tắt cái đấy đi, silent cái kia đi thì mới anh. Em cứ chỗ nào độ với của em đây sang bên này đi. Đây đấy, đây gì đấy. Đây bên này. Bám chặt dây vào, cứ bám chặt dây vào. Đây cái U bên này này. Đây này. Bám vào đây. Tay phải bám, tay phải, chân xuống. Đấy cái. Đấy, tay phải đây này. Thì em mới xuống được chứ. Em em phải giảm. Đấy, cứ đặt chân bên kia đi đã. Rồi đấy, bám đấy. Rồi bắt đầu tầm chỗ đấy. Cứ bám chắc cái dây vào. Đây, Tuấn ở đây để anh đỡ. Ừ, cái tắt đi. Thả cái đầu xuống, nhấc sách đấy như thế. Ấy đấy. Đây, đó cả bám sách. Sạch bên này. Mát đi. Tĩnh nha. Rồi. Rồi.
Thoạt nhìn qua thì mình đã thấy là cái trong hang thắm thắm nàng này có rất nhiều những cái kiến tạo nhũ đá giống với những cái địa, cái hang mà mình đã từng đi. Nhưng mà để chúng ta bên đấy ạ. Ok. Đường đấy khó hơn đúng không ạ? Không dễ hơn đâu. Mày cứ sang bên đấy đi. Sao mày không đeo lên đầu đi, vứt cái mũ ra. Vào trong hang đội mũ làm gì? Đấy, cầm cái này cho anh. Đặt cái chân đấy xuống. Đấy, đưa Tuấn cầm chân. Đội cái đèn, nó có đèn này, không cần đội nữa vào. Mọi thứ trong này vẫn phải cẩn trọng. Nhưng mà mình nghĩ là chỗ này là cái chỗ mà hang cao nhất rồi. Không. May quá có cái dây rễ cây rừng này. Rất là chắc chắn. Dạ. Lại leo tiếp ạ. Hai lần leo nữa ạ. Cái máy đấy có khi có đi được không? Máy đấy có khi bỏ ngoài Tuấn ạ. Ừ. Không. Cái máy bác thì mang vào thôi. Dạ. Cầm cái này là một cái tay. Đây đúng không ạ? Từ từ ăn. Cháu nghĩ là phải đi đất đúng không? Đi chân đất. Không chân đất được. Nhưng cháu thấy cái giày cháu. Giày cháu nó hơi trơn. Chân đất. Chân đất trong đấy có chỗ nào khó đi không ạ? Cô cần gì này? Bỏ nó đấy. Con dế thôi. Mình sẽ bỏ chân đất ra mình đi. Chứ không là cái giày này nó không gọi là giày ạ. Leo núi như ở cụ Hồ ngày xưa. Đấy, dễ hơn rất nhiều. Quá đi. Cầm cái đèn mình cho mắc tên ra đây. Yeah. Anh bên này là người sang bên này là có cái bình tĩnh nhá mọi người, đi về. Đây. Chúng ta sẽ lấy tay để đẩy lực. Rất khó. Sắn sơ pin cái áo à? Người đây. Bám tay vào cái nhũ này, bám đây là cái trước mặt anh Choi này. Tên này, U tên này. Cái U này này. Xoay người tựa mông ở đấy. Đi bằng lưng thôi, đi như thế thôi đi được. Trượt đấy. Tựa mừng vào. Ok. Mày quá. Ồ. À đây là cái đầu rồng. Wow. Trông rất giống cái đầu rồng luôn các bạn ạ. Vâng ạ. Cáo có muốn dùng đèn không? Không. Thế anh đưa cáo dùng đèn này nhé. Kéo cận cáo đi cái đèn đi. Ui. Dưới này hang sư quá nhỉ. Mọi người cứ đi cẩn thận nhá. Bên này bác đang xuống núi này. Đúng là không có bác thì khó có thể nào mà mình biết đường đi được. Thôi thui đấy. Nó không ra được đâu. Thì không vô thì ở chỗ đó. Đây. Cầm đây. Đi chỗ đây. Một thanh niên bỏ cuộc chơi. Không phải xuống được không mà. Con gái đi khó lắm. Đi qua chỗ này thôi.
chiều nay xuống được chiều này là đi là hết rồi đúng không? Có đi nữa không? Đây có mỗi chỗ này nó hết này. Thôi đến đi, đến nốt đi. Đây cáo đi. Đi cáo đi. Nhường đèn cho cáo đi. Thôi đi, không em soi đèn cho tay vậy sao rồi. Đây, đúng rồi. Không đi bên nữa thì đi. Đây, cho Tuấn đi đây. Không, Tuấn. Đường bên này dễ hơn ạ. Bác làm cháu nhớ đấy, anh ở Quảng Bình. Con trai thì tay sải tay nó rộng. Nhưng mà con gái thì vẫn phải đi bên này đấy. Đây nghĩ em đi bên này hợp lý. Đây. Nhớ không? Nói chung chỗ này yên tâm không sao đâu. Chỗ này nó chỉ kẹt đầu không sao. Móng tay thôi, tại móng tay mà. Đây Tuấn cầm đèn. Đó. Ok. Quay độ xuống nha. Đây, đường sau em gì à? Đường sau em gì à? Đấy. Em tiến lùi ra nhé. Rồi. Bình tĩnh. Anh soi đèn đây rồi. Mỗi hành trình thì đều cho mình một cái cảm xúc khác nhau. Hy vọng là sau này khi mà các bạn đến đây thì cái hang động nó sẽ dễ đi hơn. Rồi. Áo trắng. Những thanh niên áo trắng. Này, cho Tuấn mượn đèn này nữa. Ừ, nhưng quá ánh sáng hơn. Rồi. Ua. Ồ, đẹp quá. Những cái kiến tạo ở đây vẫn còn nhiều. Bây giờ thì hy vọng là lát nữa thì chúng ta sẽ hình dung ra rất nhiều cái con vật ở trong đây. Ví dụ như cái khối đá ngay trước mặt chúng ta đây, chúng ta có thể hình dung là cái gì giờ. Mình thấy ui. Đây giống con cá sấu này. Đây cái con này, con ngay trước mặt mình này. Đây giống cái đuôi cá sấu nhá, đây là mắt này. Mọi người nhìn chưa? Cái đèn anh soi này, đuôi lên này. Đây này. Cái đèn này anh soi ở đâu? Đèn anh soi đây này, nhìn chưa? Nhìn chưa? Đây này. Đấy. Ui. Ui. U. Đèn, thêm đèn. Cáo. Cái này nó sụt xuống. Mình dưới này mình ngầm chắc luôn. Ui. Hố sâu luôn. Và các bạn có thể thấy này. Cái mép đá này nó nhìn rất đẹp. Đấy cái mép đá này. Ui, đứng ở chỗ này mà chụp nhưng mà rất là mạo hiểm. Không nên. Mùa mưa thì khó đi đúng không bác? À đây đúng rồi. Những cái nếp gá gấp này mình đã từng thấy ruộng đồng ngườm ngao ở ngoài đó. Vâng. Oh. Wow. Chỗ này giống khó hình dung quá nhỉ. Có ai đang hình dung ra được cái gì không? Vâng. Trong này còn nhiều ngóc ngách không bà? Dạ. Vô một tí nữa. Chắc là cháu nghĩ là vẫn còn nhiều ngóc ngách ấy. Nhưng mà vì chưa có một chuyên gia hang động nào mà các nhà nghiên cứu đến đây để đây các bạn có thể thấy là những cái này là những cái kiến tạo mà nhưng mà nó bị tách ra này. Và khi nó nứt gãy này thì nó lộ ra một cái phần đất đen đen này, mình không biết là nó là do là cái than hay là như nào này. Đây này. Màu đen. Rất lạnh. Cảnh đang đi thiên phong. Wow.
khi mà cháu thấy có một cái này nó bị, ngày xưa nó bị gãy, nó cái mảnh này chắc là gãy trên trên động rồi xuống này. Wow. Đẹp quá. Chưa chỉ được có vẻ trai. Ui, trơn ạ. Ui, bác ơi, nhưng mà cái khe này có đi vào được không? Nhưng mà cũng hết. Không hết được á? Hết. Lên chỗ này đi, toàn bộ cái chỗ này đi điểm nhất này. Mình nhìn, mình xuống dưới được ạ? Không lên chứ, lên này. Cáo thì tầm này không lên được đâu. À. Đấy không, bác cứ lên đi. Thận thận. Đỉnh ơi. Wow. Đơn giản mà đi qua rồi. Vâng. Đó đấy đó. Đúng cái đó là ườn sang đi, nhảy sang đi. Đây nhảy sang đây đúng không? Cao cầm đấy nhỉ. Cầm xuống cái bộ kia. Bộ này, bộ này. Bộ này đúng. Phải nó đó. Rồi. Ở chút cái. Ui. Khó. Những cái sải chân nó phải rộng lắm. Sang bên này là cầm cái bộ này. Rồi. Cao đây. Wow. Rất là khó khăn. Bà cầm cho cháu cái này. Quay nhá. Đây là để mà cái tủ là xương hoa chi. Đâu ạ? Ồ, nhỏ là cái tay cạn. Đâu ạ? Đây đúng không ạ? Ồ. À, trên này nó một, nó tách hẳn dưới với cái tầng ở dưới bác ạ. Tức là khi mà chúng ta lên đây. Ừ. Mày đi sân đất đúng không anh ấy. Ui, cái chỗ này giống như của một cái vòm ghế ngồi đây này bác. Đây nó tạo thành một cái vòm tre này, đúng không nhỉ? À. Mùa mưa là còn nước đây, chỗ này còn nước cả, chỗ này còn nước hết này. Vâng. Khô còn hạn quá, chỗ này nước nước hết này. Ồ, cái này giống một cái ghế, mọi người có thể thấy mà giống một cái ghế này. Ghế ngồi xong rồi có cái vòng mái che này. Xe mặt trượt, trượt bên này nhá. À, cầm cầm đó. Bình tĩnh thôi. Dạ, bình tĩnh thôi. Thì cầm bên này. Bên này, cầm này. Cầm này. Cầm đồ đỏ đỏ. Đó. Cái bàn lên không? Không, bạn kia lên thôi. Hả? Bạn kia lại bỏ cuộc rồi, lần này bỏ cuộc thật rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây này. Ban đầu thì mình cứ tưởng là ở đây thì chúng ta sẽ nhìn xuống cái vực. Nhưng mà thực ra thì không phải. Mà trong này nó là một cái tầng khác luôn. Vừa nãy thì chúng ta đi thì nó ở phía dưới chân chúng ta đấy. Và bây giờ nó là ở trên này. Wow. Ui. Cái hang này. Hơn mấy lần. Vâng. Cái hang này nhiều thật. Đến đây là kịch hang đúng không ạ? Chưa. Ui. Trong này vẫn còn đường vô nữa. Ui. Mọi người có thể thấy là nó rất là giống với cái hang đại tướng mà mình đã từng khám phá. Nó như nào nhỉ? Nói chắc là cho đúng nhỉ? Nó bất tận luôn. Và mình nghĩ là cần phải có một cái chuyên gia tới đây khám phá thì mới có thể biết được. Cái này là nó đang hình thành lũ rồi. Ôi đẹp quá. Cái này là
cái tên nó xuống nhỏ xuống này. Vâng. Cái tên nhỏ xuống là mấy mấy trăm triệu đồng này. Một sẽ có cái gậy đây. Ôi, cái này là có phải cái chỗ vừa mình đi lên rồi quá. Thế mình nhìn sẽ nhìn thấy người dưới kìa. Cá ơi. À đây. Cái hố sụt đây, cái hố sụt đây. Ban đầu đây, chính cái hố cái vừa nãy mình đi đây này. Và đây chính là cái con đường vào đây. Wow. Đi lên đấy được ạ. Thằng này khô hết ạ. Vậy thì đây, đây chính là cái con mạch trong sông ngầm đấy đúng không ạ? Nếu mà có thời gian thật lâu ở trong này thì chúng ta có thể là trải nghiệm. Wow. Cứ thế này thì có khi lách sang một thế giới khác luôn. À, đấy chính là cửa hàng đấy. Đến đây là hết ạ. Một chỗ này thì người lách qua hơi khó. Đi thôi. Ao ạ. À. Nó chứa nước ở đấy ạ. Vâng. À, mọi lần là chỗ này có nước đúng không ạ? Ôi, trong này một cái ao luôn. Ôi trên này con đường vừa đến rồi. Mình đi vào hang động này rất là sợ. Không, nó chính là cái con đường ra vừa nãy. Ừ, nhưng mà đây là một cái vũng nước trước. Đây bùn đây rất là. Đây, các bạn có thể thấy bùn. Đây này, nước chảy như này. Bé tí. Mùa này mùa hạn hán. Rút. Thôi, bên kia ngoài cái ngách đầu thấy có một cái ngách nữa. Như vậy thì nếu mà về tổng thể thì hang này nó cũng không quá rộng, nhưng mà có thể là còn rất nhiều ngách nhỏ nữa mà chúng ta không biết được. Và khi mà đã cái ngọn núi này đã có hang thì mình tin chắc chắn là cái hệ thống hang quanh cái hệ thống núi quanh đây nó sẽ còn rất nhiều nữa, bởi vì là cái kiến tạo đặc trưng của vùng đá vôi. Rách hết túi rồi.
khó quá. Ngoài kia sáng có miệng hang. Vâng, chỗ này đẹp. Vâng. Đây mình về núi này ạ. Về núi này ạ. Vâng. À, anh nhìn lên trên này này, xoay tròn một vòng đi. Nhìn phê luôn. Nhìn chưa? Nhìn nó đâm vào đầu mình rồi. Sợ nhờ. Nó đang ngủ, đang hình thành đêm. Wow. Ôi. Đẹp quá, chỗ cây hàng này, trần hàng này quá đẹp. Ok. Đẹp quá. Cháu thấy vườn lúc mà có một cái ngách mà cháu bảo thì bác là đi được, cái có đi được không? Cái ở dưới ngay chỗ mà leo lên mà đi thẳng ra là ra hang ạ. Vâng. Không, không đi cái hang này thì không đi được lại cái chỗ này. Vâng. Còn cái ngách như kia nữa. Đúng không? Còn một cái ngách nữa đúng không? Đi vòng lại cái chỗ cũ. Vòng lại chỗ cũ ạ. Bên kia. Vâng. Vậy là mình giờ sẽ vòng lại chỗ cũ. Ok, về thôi. Thực sự mà nói thì khi mà bước chân ra khỏi hang thì toàn bộ là mọi người đều bị sốc nhiệt hết, bởi vì là nhiệt độ bên ngoài đang là 40 độ C. Và gần 40 độ đấy, 39 độ. Và mọi người đều cảm thấy rất là nóng, sốc nhiệt. Bởi vì ở trong hang nó chỉ 20 độ thôi. Đau, hoa mắt quá. Vâng. Bộ đi dậy. Đi bộ đi dậy luôn ạ. Ôi dồi ôi. Ôi cẩn thận. Thế chết rồi. Đi bấm cái mũi chân xuống. Bây giờ đi vào cái cục đá vào. Cứ đi lúc nào thấy cái con đá thò ra cục. Không, đi đành chịu ơi. Đi. Anh đi. Đi xem còn có pha hài. Pha hài hước rồi. Còn... Chắc là bị đặt cái gì chọc cái đít rồi. Ôi. Dù sao đây cũng là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Ok, vậy là trong số ngày hôm nay thì mình và team đã chinh phục thử thách bản thân thôi. Chứ còn đối với cả người dân hoặc là những người đi leo hang động nhiều thì mình nghĩ là nó cũng không quá khó khăn. Đó chính là hang Thắm Nàng ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Và bạn nào mà có muốn tới đây ấy, thì hãy inbox cho mình. Thì mình inbox fanpage thì mình sẽ hướng dẫn chỉ cách các bạn đi cho thế nào cho là hợp lý. Xung quanh đây là một cái thung lũng ở thôn Tân Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Và mong là các bạn sẽ tới đây vào một ngày không xa để là trải nghiệm cái việc chui vào trong hang động giống như mình. Cảm ơn các bạn theo dõi video nhé. Và nhớ là đừng quên nhấn like, nhấn share, nhấn theo dõi để ủng hộ nếm cho các hành trình tiếp theo. Còn yêu cầu review một địa danh nào đó thì hãy để lại trong phần comment nhé. Bye bye mọi người. Okay.